Sân vận động quốc tế Jaber Al-Ahmad, Kuwait, nằm tại thủ đô Kuwait City. Sân vận động này được xây dựng từ năm 2006 đến 2010. Với kinh phí xây dựng 395 triệu đô la Mỹ, sức chứa hiện tại của sân vận động quốc tế Jaber Al-Ahmad là 60.000 khán giả.